Chào mọi người, mình tên là Trần Tuấn, trưởng dự án LineUp. Thì trước đây mình làm dự án Việt Sử Kiêu Hùng, sau đó thì mình giao lại dự án Việt Sử Kiêu Hùng cho bạn Lê Vũ Quang. Mình là sáng lập của Đúc Mồi, là một nhóm cũng những bạn trẻ để làm những dự án xã hội thôi. Đúc Mồi bắt đầu từ dự án là Tech VN, cũng là một dự án xã hội mà chuyên làm phụ đề cho các video giáo dục. Thì mình và team đã dịch làm phụ đề cho khoảng 1.000 cái clip TED Talk, TEDx, những video giáo dục dưới cái bản quyền là Creative Commons. Đặc biệt là cái câu chuyện của mình đó là khi mình bắt đầu làm mình làm dự án Việt Sử Kiêu Hùng á, thì nó gặp rất là nhiều khó khăn. Thì nguyên một khoảng thời gian dài, tại vì làm dự án đó tới 4 năm lận, thì nguyên một khoảng thời gian dài mình cảm thấy rất là stress, và nó cứ kéo dài á. Thì có một khoảng thời gian mà mình cảm thấy giống như là mình quên đi cái cách làm sao để cười á. Tức là mình tự hỏi là không biết bao lâu rồi mình chưa có thật sự cười một cách thoải mái. Thì từ lúc đó mình bắt đầu quan tâm tới vấn đề sức khỏe tinh thần. Rồi mình tìm đọc sách, rồi mình gặp chuyên gia, rồi mình đi tham gia những cái nhóm này, nhóm kia, thiền, rồi những cái bài mà từ khoa học cho tới tâm linh. Thì mình tìm hiểu rất là nhiều. Thì sau đó, sau khi mà ra cái Bình Ngô Đại Chiến á, thì mình rời team Việt Sử Kiêu Hùng và mình bắt đầu tự làm lại nhiều thứ. Mình học rồi, sau đó thì mình quyết định là mình sẽ làm tiếp theo về chủ đề sức khỏe tinh thần, đó là với cái dự án Light Up, là thắp lên những cái ánh sáng, truyền cảm hứng từ cuốn sách mà Đại Dương Đen của anh Đặng Hoàng Giang á. Thì mình thấy hiện tại mọi người đang tiếp cận với cái vấn đề sức khỏe tinh thần nó rất là nặng nề và nó u ám á. Thì có rất là nhiều cái định kiến nữa. Thì chính vì vậy nên mình muốn làm những cái nội dung mà làm sao cho mọi người có thể, mình vừa có thể cùng nhau xóa bỏ những cái định kiến sai lầm về sức khỏe tâm thần, mà mình vừa hiểu thêm để mình giúp đỡ những người xung quanh. Thì cho nên đây là số đầu tiên, một trong các nỗ lực mà team mình muốn làm. Thì rất là may là mời được bạn Vũ Dũng, rồi được Dũng giới thiệu với bên bên online, thì được hỗ trợ rất là nhiều. Thì thôi nhờ Khoan hô cho Dũng tự giới thiệu một team chút ha. online. Thì rất là cảm ơn team online đã đồng hành với dự án LightUp. Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì thật ra là em nghĩ là em chắc là cũng là em cũng không biết nha, em tự nhận là một số trong những người đầu tiên tiếp cận với cái dự án Light Up này của anh. Tại vì em thấy anh rất excited share cho em. Thì em rất là thích một cái câu mà trong proposal của anh Tuấn có để là thắp sáng đại dương đen. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà sau khi mà em làm với Gen Z đi làm thì rất là nhiều bạn nhắn tin cho em và nói là các bạn đang gặp vấn đề về tâm lý khi các bạn đi làm, hoặc là các bạn đang gặp vấn đề về tâm lý khi các bạn vẫn đang còn ngồi ở ghế nhà trường. Thì sau khi đó thì em không phải là bác sĩ nha, nhưng mà sau khi đó em hỏi ra thì nó chỉ là một số cái bạn bị stress nhẹ thôi nè, hoặc là bạn có gặp vấn đề bị peer pressure nè, hoặc là một số cái vấn đề nó xung quanh mà mấy bạn cũng không biết tìm đến ai để giúp đỡ. Thì khi thấy cái dự án này thì em rất là happy với cái dự án này của anh Tuấn. Thì sau đó thì em liền share cho anh Mai. Thì hôm nay tập đầu tiên của dự án thì nó đã thành hình. Chúc mừng anh Tuấn và team. Thì rất là vui khi là khách mời đầu tiên trong cái tập này của anh Tuấn. Trước đó thì em có làm ở một công ty về nutrition, đó là Abbott. Trước đó nữa thì em có làm hai startup trong cái quá trình em đi làm. Đồng thời em cũng đã gặp một số cái trường hợp như là bị burn out trong công việc, là bị stress nè, hoặc là em nghĩ là đâu đó em cũng có gặp vấn đề về tâm lý khi đi làm đó. Thì em hy vọng là những cái kiến thức, những cái trải nghiệm của em sẽ giúp ích cho mọi người phần nào đó trong buổi ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ nói về bóng ma nơi công sở.
Thì hôm nay là hôm đầu tiên cho nên mình muốn chia sẻ với mọi người những cái vấn đề rất là cơ bản mà mình học được trong quá trình mà mình tìm hiểu rồi mình tiếp xúc với chuyên gia. Thì cố vấn của dự án của mình là bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Hiếu Minh, tâm lý gia. Nói chung là bác có hơn 20 năm kinh nghiệm làm trong cái mảng tâm lý tâm thần. Thì để mình nói cơ bản về bốn cấp độ vấn đề của mental health thì hầu như ai cũng gặp hết. Cái cấp độ mình tưởng tượng nó giống như một cái kim tự tháp đi. Thì cái cấp độ mà cơ bản nhất đó mà tất cả mọi người hầu như ai cũng gặp đó là khó khăn tâm lý, tức là difficulty. Ví dụ như là mình chuẩn bị mình nhảy việc, mình suy nghĩ đến việc nhảy việc hoặc là mình suy nghĩ đến việc là đòi tăng lương, mình đang nói tới môi trường công sở ha. Thì nó gây ra một cái khó khăn tâm lý của mình không biết nói như thế nào, hay là mình đang hồi hộp trước một cái deal lớn hoặc là một cái bỏ thầu tranh giành hợp đồng với một bên khác và mình cảm thấy rất là áp lực, thì lúc đó mình đang có những cái khó khăn tâm lý. Nó có thể những cái biểu hiện giống như là những ngày đó mình mất ngủ, mình cảm thấy mình rất là khó ngủ, rồi mình cứ thấy bồn chồn, mình làm việc gì cũng thấy không yên ấy. Thì những cái biểu hiện ngắn hạn như vậy gọi là khó khăn tâm lý. Nếu mà nó kéo dài hơn á thì nó bắt đầu tới vấn đề tâm lý. Thì thường những cái biểu hiện khó khăn tâm lý kéo dài quá 4 tuần thì bắt đầu nên có cái sự hỗ trợ về mặt chuyên môn tâm lý. Thì khi mà mình tới cái vấn đề tâm lý á, thì những cái biểu hiện đó nó làm cho mình khó khăn trong việc trải nghiệm cuộc sống hoặc là nó làm suy giảm hoặc bóp méo cái trải nghiệm của mình. Ví dụ như là mình cảm thấy lúc nào cũng procrastination, là mình trì hoãn mọi việc, mình không có muốn làm nữa, mình sợ phải lên công ty, mình cảm thấy stress, lúc nào cũng thấy mệt mỏi, burnout. Thì những cái biểu hiện kéo dài hoặc là mình buồn trong một thời gian dài, nó có thể cảm giác giống như là trầm cảm. Mình có thể tạm gọi nó là trầm cảm, hoặc là mình có những cái hưng cảm quá độ và nhiều lúc. Thì rất là nhiều cái biểu hiện mà nó kéo dài. Nhưng mà nó khác biệt với bệnh lý ở chỗ là nó chưa có mất function. Mình vẫn hoạt động bình thường, mình vẫn đi làm được, mình vẫn tỏ ra mình ổn được. Tức là ở cái giai đoạn problem thì bản thân anh nói Dũng thì cũng từng ở cái giai đoạn này trong một thời gian dài. Tức là mình vẫn làm việc bình thường đó, mình giao tiếp với mọi người, mình vẫn có thể đeo lên một cái mặt nạ rất là nhiệt huyết, rất là kiểu nhiều năng lượng khi mà làm việc với tất cả mọi người, kể cả người trong team hay người bên ngoài. Thì mình vẫn functioning ổn. Nhưng mà khi mà mình tới cái giai đoạn mà gọi cấp độ 3 đó là giai đoạn bệnh lý, thì mình bắt đầu mất functioning, mình bị mất kiểm soát. Thí dụ như mình áp lực quá, mình tự nhiên cái cơ thể mình nó phản ứng là mình phải chạy vô toilet, mình nôn hoặc là mình khóc, mình phải phải rồi mình bị run rẩy, mình run rẩy mất mất kiểm soát, mình bị panic attack mà mình kiểu mình không làm gì được luôn. Hoặc là mình sợ, mình bị hoảng loạn, không thể đi thang máy được, hay là vân vân, có rất là nhiều vấn đề mà khi mà có những cái biểu hiện về mất kiểm soát, mình ý thức được nha, nhưng mình không kiểm soát được hành vi của mình lúc đó, thì nó là cái cấp độ bệnh lý. Và ở cái cấp độ này thì phải cần có sự hỗ trợ chuyên môn từ các tâm lý gia, các bệnh viện. Thì có thể từ giai đoạn này đã bắt đầu phải dùng thuốc, có sự can thiệp y tế là dùng thuốc để điều hòa những cái hóc môn mà hưng cảm, trầm cảm và vân vân. Thì một giai đoạn mà cái cấp độ cuối cùng á, cấp độ mà nặng nhất mà chỉ có bệnh viện tâm thần mới có thể can thiệp được, đó là giai đoạn mà mọi người có kế hoạch dự định để có những hành vi tự hại hoặc hại người khác, đó là những hành vi mà gây hậu quả nghiêm trọng á. Tức là những cái kế hoạch giống như là tự sát hay là mưu hại người khác, nó đã được hoạch định một cách rõ ràng á. Thì đây là một cái cần phải liên hệ với bệnh viện tâm thần, thì đó là nơi mà chuyên
hỗ trợ những cái ca mà nặng nhất, tại vì họ có những cái điều kiện, và chỉ những cái bệnh viện mà gọi là bệnh viện nhà nước á, thì mới có quyền sử dụng thuốc trong những cái can thiệp đó, tại vì nó người bệnh sẽ có những cái biểu hiện rất là nghiêm trọng, ví dụ như hoang tưởng, rồi họ tưởng có một người nào đó nói chuyện với họ, tương tác với họ, hay là nghe những cái giọng nói mà nó không có tồn tại á. Thì tới những cái mức đó thì phải có thuốc để hỗ trợ trong những cái hoạt động của con người, bình thường của con người về về sinh hóa trong cơ thể. Thì đó là những cái mà anh muốn chia sẻ cơ bản nhất về mental health. Thì mọi người thường nghĩ rằng vấn đề mental health là phải nặng lắm, phải kiểu giống như phim ấy, đó là mấy đứa nó mất kiểm soát rồi nó khùng điên làm những chuyện mà gọi là không thể ai ngờ tới thì mới gọi là mental health, mới gọi là có vấn đề gì tâm lý tâm thần, thì không đúng. Tức là mình để ý là những cấp độ đầu tiên khó khăn tâm lý, mình difficulty ấy, là ai cũng có hết. Mình có thể chuyển trường, mình sắp sinh con, mình hoạch định mình muốn mua một cái gì đó quan trọng, mình muốn thực hiện một chuyến đi, mình nhảy việc vân vân, mình apply vào đâu đó, mình đi phỏng vấn, thì hoặc là mình chứng kiến một cảnh thương tâm, thì tất cả những cái đó đều có thể gây ra cái khó khăn tâm lý. Và nếu mà những cái khó khăn đó đó nhỏ nhỏ mà nó không được hỗ trợ kịp thời, nó có thể phát triển thành những cái nặng hơn, và càng lúc nó sẽ càng càng nặng hơn. Thì khi mà mình bàn ở trong cái công sở thì thường mọi người ở trong công sở không có biểu hiện, tại vì mọi người đang làm việc, thì môi trường này gần như chúng ta không có biểu hiện về những cái việc mất kiểm soát, tức là cấp 3 và cấp 4 hầu như cực kỳ hiếm có, rất là ít, mà nó đã có tức là nó rất nghiêm trọng. Nó thường là bỏ mặc một cái là nó xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Vậy thì cái điều mà anh rất là mong muốn đó là các doanh nghiệp và mọi người hiểu rằng những cái cấp độ đầu tiên là cấp độ difficulty và problem, nó đã nhen nhóm và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới doanh nghiệp. Thì không biết Dũng có những cái cảm nhận như thế nào về về hai cái cấp độ, hoặc là những cái mà nặng hơn trong kinh nghiệm làm việc của em. Thì thật ra theo em để ý thì cũng như anh Toán nói á, là cấp độ 3, cấp độ 4 ở trong những cái môi trường công sở em đã từng làm việc qua, hay là khi mà em quan sát những cái môi trường công sở khác á, thì cái chuyện đó rất là hiếm. Nhưng mà em nghĩ á, là cấp độ 1, cấp độ 2 thì mọi người phải đối mặt với nó hàng ngày. Thì có thể có lẽ một số ví dụ như là mọi người bị stress nè, hoặc là mọi người bị burn out. Em nghĩ burn out là một cái mà thường dân đi làm công sở thì ai cũng sẽ bị như vậy. Thì theo em tìm hiểu á, thì burn out nó là một cái hội chứng, một cái hiện tượng nghề nghiệp do mà mình bị căng thẳng ở tại cái nơi làm việc của mình trong một cái khoảng thời gian kéo dài mà mình không thể nào xử lý được nó tốt, hoặc là không có ai giúp mình xử lý được nó tốt. Thì và cái từ burn out này á, đúng chính xác á, là nó được sử dụng trong cái môi trường làm việc luôn. Tức là khi mà mọi người làm việc mà mọi người bị căng thẳng kéo dài thì mọi người sẽ gọi là burn out. Và cái từ này nó cũng không có được ở mô tả ở những cái lĩnh vực khác, khi mà người ta cầm sử dụng cái từ này ở cái nơi khác luôn. Thì em nghĩ đây là một cái mà nó rất xảy ra thường xuyên, đặc biệt đó là với những cái bạn trẻ đang chưa có biết mình cân bằng giữa công việc và cuộc sống như thế nào, hoặc là đôi khi là mình chưa thật sự hiểu rõ bản thân của mình. Thì em cũng đã từng bị cái trường hợp này luôn rồi anh Tuấn. Kiểu như là một ngày khi mình trong những cái ngày mà mình đi làm đó, mình cảm thấy là mình không có muốn làm một cái chuyện gì hết, ngày xưa thôi nha, không phải Ok. sợ để nhân sự đang ngồi dưới thì Áp lực quá. áp lực quá. Thì ngày xưa có những cái buổi sáng mà em đi làm em cảm thấy là mình không có muốn đi làm, mà mình kiểu như là mình không có thấy là mình đi làm cái công việc này vì cái điều gì, trong khi trước đó mình có được những cái vision, được những cái mission với cái công việc này rất là lớn. Ví dụ như tôi muốn chăm sóc những cái bà mẹ ở Việt Nam, chăm sóc trẻ nhỏ ở Việt Nam, mọi người tốt hơn, mọi người thông minh hơn các thứ. Nhưng mà sau đây những cái chuỗi ngày dài rồi phía sau, mình thấy là mình đang không còn hứng thú với công việc này nữa.
thì do nó kéo dài trong một tình trạng rất là dài, và khi mà em xin nghỉ á thì cái lý do mà cuối cùng mà em nói chuyện với sếp em á là em bị burn out và em không có tìm ra được cái lối ra để mà mình tiếp tục cống hiến với công việc này, và sau đó em xin nghỉ. Thì một số những cái dấu hiệu khác như là em nghĩ là bắt đầu mình tìm kiếm việc, mình nhảy việc nè, thì em nghĩ là nó cũng nằm ở đâu đó ở số 1, số 2 của anh Tuấn. Hoặc là đơn giản như là khi mà mình làm việc đó mình bị mất phương hướng, mình không có biết là mình sẽ làm gì tiếp theo, hoặc là với cái công việc này á thì trong cái sự nghiệp của mình á thì nó sẽ tiến đến về đâu nữa, thì mình không có biết những cái trường hợp đó, trong khi đó mình biết nó trước rồi, hoặc là mình không biết nó trước rồi mình vẫn bị mất phương hướng. Mình tại vì mình sẽ nói về môi trường công sở cho nên là mình có thể nói chi tiết hơn về một cái rất là thường gặp, đó là cái burnout. Thì không biết Dũng có thấy ngoài cái việc mà mình không muốn đi làm thì nó còn có những biểu hiện nào nữa không, theo em thấy? Em thì em nghĩ là nhiều hơn cái câu chuyện là mình không muốn đi làm nữa, thì em nghĩ là có thể là ban đầu năng suất làm việc của mình và năng lượng làm việc của mình sẽ bị giảm và gần như là cạn kiệt luôn. Ví dụ như là trong cái ý là ví dụ bình thường á, một ngày mình có thể làm 10 20 task đi, nhưng mà khi mà mình đang rơi vào trạng thái burn out á thì mình chỉ có làm được một hai task thôi. Và là khi mà một ngày mình vui vẻ nói chuyện với đồng nghiệp của mình bắt tay, mình đi ăn trưa, networking các thử các thứ, thì khi mà mình rơi vào cái trạng thái burnout này á, thì mình bị giảm cái phần năng lượng hết xuống dưới đáy hết sức có thể luôn, là mình bắt đầu hơi cảm thấy là cô lập mình và mình không có muốn nói chuyện với ai. Và đôi khi nha, em cảm thấy là mình cũng còn hơi thô lỗ với đồng nghiệp nữa, kiểu mình hơi cáu gắt nó, ví dụ như là tại sao cái này mà làm cũng không được nữa, đây ta làm cho kiểu vậy. Thì em nghĩ đó cũng là những cái dấu hiệu của thể cho thấy là mình đang bị burn out. Thì không biết là đối với anh Tuấn thì sao anh Tuấn? Có rất là nhiều cái biểu hiện của vấn đề tâm lý. Ví dụ như là mình đầu tiên á, cái dấu hiệu mà tất cả mọi người hầu như ai cũng gặp khi mà có những cái khó khăn tâm lý, đó là rối loạn giấc ngủ. Thì mọi người sẽ kiểu trăn trở á, cứ thức thao thức rồi mình sẽ vì những cái ý tưởng hay là những cái mình cứ cảm thấy nó không yên, mình không an tâm, mình làm cái này thấy không được, làm cái kia thấy không được, rồi mình cứ kiểu dằn vặt bản thân á, mình làm sai cái này sai cái kia xong rồi hoặc là mình cảm thấy không hiệu quả mà cứ có lỗi với sếp hay là kiểu kiểu như vậy. Thì thường cái những cái đầu tiên mà biểu hiện đó là mình rối loạn giấc ngủ. Nếu mà mình cái chuyện mà rối loạn giấc ngủ của mình mà trên 2 tuần thì mình nên đi khám, mà 4 tuần thì tuyệt đối phải đi khám. Thì ngoài cái biểu hiện rối loạn giấc ngủ thì cũng có thể có người không bị, thì có những thứ cũng như là em mới nói, đó là mình mất năng lượng. Thì mình tuột năng lượng mình rất dễ tới cái dẫn đến cái việc là mình bỏ mặc bản thân. Nếu mà em để ý á, và mọi người nếu mà mọi người để ý nhìn xung quanh, một cái người nào đó mà những ngày đầu đi làm rất là thích chải chuốt, rất là chăm chút về bề ngoài, cạo râu rồi hớt tóc rồi mặc mỗi ngày một bộ đồ mới, nhìn nó rất là nhiều sức sống đúng không? Nhưng mà sau một khoảng thời gian mà mình làm lâu thì mình cảm thấy họ càng càng lúc càng bê bối nè, xòe xòa rồi râu ria không có cạo rồi cứ bỏ mặc bản thân, đi ăn trưa thì không muốn đi, kiểu rủ rê mà đi trà sữa hay gì đó, những cái mà vui vẻ chung với team á họ không có thiết tha nữa, tức là họ Họ muốn cô lập mình đó. có một cái tuột mood, không muốn làm gì hết, tuột năng lượng. Đó, thì khi mà họ bắt đầu mình thấy những người xung quanh mình có cái biểu hiện bỏ mặc bản thân á, thì tức là có vấn đề gì đó khó khăn. Hoặc nó cũng có thể ngược lại nha, thí dụ những môi trường mà mình phải chạy liên tục và khiến cái giấc ngủ của mình có vấn đề, hoặc là mình phải bỏ mặc bản thân, thì nó ngược lại nó cũng ảnh hưởng tới tinh thần của mình. Đó, thì thí dụ như mình chạy event liên tục trong những cái mùa dịp lễ Tết chẳng hạn, mình có những bạn chạy event mà mình thấy là kiểu bạn không thấy mặt trời luôn,
liên tục đầu tắt mặt tối, vài ba ngày không tắm là chuyện bình thường, kiểu đồ quăng ra thay xong rồi giục lên giường xong rồi để đó xong rồi không có thời gian để thậm chí là đi giặt ủi nữa. Đừng nói chi là tới cái việc mà chải chuốt hay là trang điểm các kiểu. Thì đó là một trong những cái biểu hiện. Mình có những cái biểu hiện khác nữa, giống như là họ mất tập trung á, dễ bị mất tập trung, dễ bị mất bình tĩnh. Như Dũng nói đó là mình cảm thấy có dễ cáu gắt hoặc là dễ, mình dễ bị phản ứng như là mình khóc chẳng hạn. Những cái mình rất là mong manh dễ vỡ lúc đó. Như là mọi thứ nó chất chứa ở trong rất là nhiều á, mà đụng một câu mình có thể tức tới phát khóc, hoặc là người ta nói một câu bâng quơ mình có thể cảm thấy mà bị xúc phạm cá nhân, hay là người ta nói một cái gì đó vô tình ở ngoài mà mình cảm thấy nó đục, nó trúng vô cái mình mà mình cảm thấy như bị công kích. Thì có rất là nhiều cái biểu hiện giống như vậy. Và nó cũng có nhiều nguyên nhân. Mình có thể là burnout là làm trong một khoảng thời gian rất dài, mình thấy có công việc không tiến triển, mình không học được thêm cái gì hết, sếp thì khó làm, môi trường thì mình có những cái việc phải lo bên ngoài mà lương không không đủ để làm những cái việc đó. Rồi những cái việc mà trong cuộc sống cá nhân của mình nó ảnh hưởng tới công việc, hoặc là cứ có một cái đầu việc đó mà mình làm hoài mà làm không được. Hoặc cũng có thể trong môi trường công sở nó có những cái vấn đề khác nó khiến mình bị khó khăn về tâm lý hoặc là vấn đề tâm lý. Ví dụ như là peer pressure, mình thấy những người mà cùng vào làm với mình họ đang càng lúc càng thành công hơn, thăng tiến hơn. Hoặc là những bạn đồng trang lứa của mình đó, đi cùng đi làm với mình, cùng ra trường với mình, cùng học một khoa mà thậm chí nó học dở hơn mình nữa. Không có gì nổi trội hết nhưng mà con đường sự nghiệp của nó càng lúc càng xịn, mình thấy Facebook của nó khoe quá trời quá đất. Thì mình cảm Cái này thấy em rất đồng cảm. Tại vì thật ra nếu mà nói em không có peer pressure là không đúng. Em vẫn có một số khoảnh khắc mà em cảm thấy mình rất là peer pressure, là mình thấy bạn bè đồng trang lứa của mình nó cũng đi làm như vậy và nó đã lên được title này, title kia các thứ. Và thậm chí em cũng có thấy là một số bạn kiểu inbox em xong rồi cũng hỏi em hỏi giả bộ hỏi thăm tình hình sức khỏe như thế nào, mày đang làm gì, mày đang ở đâu, rồi hỏi bí quyết là làm sao, tại sao được như vậy các thứ các thứ. Thì và đôi khi anh Tuấn khi mà em trả lời tin nhắn trên Gen Z đi làm, ở trên page Gen Z đi làm đó, cũng rất là nhiều bạn nhắn tin vào và hỏi là em đang gặp tình trạng peer pressure. Thì thậm chí là mấy bạn define được luôn là mấy bạn đang bị gặp peer pressure luôn và cách mà để các bạn giải quyết như thế nào. Thì em nghĩ là dạng này vấn đề này các bạn được bị gặp khá nhiều á. Thì Đây là những vấn đề rất là lớn mà chắc là mình sẽ có nhiều buổi nữa để mình đi sâu vào từng vấn đề một. Thì ở đây anh sẽ nói thêm một chút về những cái mà có thể xảy ra trong môi trường công sở, doanh nghiệp, công ty. Thì thí dụ như mình gặp một cái nào là mình xung đột văn hóa, mình nhảy từ công ty này qua công ty khác, mình thấy cái cách làm việc của mọi người nó quá khác đi. Chẳng hạn như mình từ một cái công ty mà mình rất kỷ luật, mình làm cái gì cũng phải chỉnh chu, rõ ràng, bài bản. Cái mình nhảy qua một cái startup mà cái gì nó cũng lung tung hết, kiểu mình nhìn đâu mình cũng thấy khó chịu hết. Tại sao mọi người lại làm như vậy? Tại sao mọi người lại làm như kia? Rồi nhân viên thì cứ cà lơ phất phơ, rồi kiểu hoặc là công ty tại sao có những cái quy định vô lý như vậy, ngớ ngẩn như vậy. Hoặc là trong môi trường, những cái môi trường biến động như là Covid nè, thì công ty lại không thể linh hoạt. Những cái trường hợp mình rất là tức hoặc là mình rất bức xúc cho mình hoặc là cho đồng nghiệp của mình, họ rõ ràng là theo tình theo lý gì thì họ cũng nên được hỗ trợ hay sao đó, nhưng mà công ty lại quá cứng nhắc chẳng hạn như vậy. Thì những cái xung đột văn hóa như vậy nó khiến cho mình cảm thấy mình không thuộc về nơi này, mình có cái gì đó mình cứ ức chế. Mà trong những tình trạng mình có rất là nhiều tình huống mà mình không thể bỏ việc được mà mình phải ráng làm. Thí dụ như mình đang lãnh một cái việc và công ty chưa có người thay, mình bị trách nhiệm nên mình phải làm. Hoặc là
mình còn một cái job mà mình phải theo cho nó xong, một cái task nào đó mà mình phải theo cho nó xong rồi mình mới tìm người mình giao lại được, rồi mình mới đi được. Hoặc là mình vì tiền, có rất là nhiều cái khó khăn, thí dụ như trong mùa dịch mình cũng cần tiền, và để xoay sở cho người này người kia, cho gia đình mình, thì mình cũng vẫn phải cắn răng mình chịu làm cái việc mà mình không thích, mình rất là bức xúc. Hoặc cái đó là về xung đột văn hóa, thì nó cũng có thể liên quan tới những cái vấn đề mà gọi là định vị mục tiêu lý tưởng vân vân, hay là những cái hứa hẹn của công ty đối với mình nhưng mà mình chờ hoài và không có được thực hiện. Ví dụ như hứa hẹn là mình sẽ được thử cái việc này, thử cái việc kia mà chờ hoài luôn không được. Rồi hứa là sẽ được thưởng hay là được đi học hay là cái gì đó, hay là vân vân, thì mình cảm thấy càng lúc càng mất niềm tin, mất định hướng, mất động lực vì những cái hứa hẹn như vậy. Hoặc vì toxic nơi công sở, những cái gọi là Drama politics, nơi công kiểu sở. drama công sở, những cái kiểu phe phái rồi đâm chọt rồi bên này bên kia, rồi cạnh tranh không lành mạnh ở trong môi trường của chính công ty mình. Và cũng có thể là những cái áp lực của người lead dự án, mình vì quá nhiều trách nhiệm mình không thể tỏ ra mềm yếu, hay là mình không tỏ ra yếu đuối được trước mặt nhân viên của mình, những bạn mà ở dưới mình, mà trước mặt sếp thì mình vẫn phải kiểu tỏ ra là mọi thứ đang ổn, ở dưới thì mình vẫn phải tỏ cho mọi người thấy là mình có thể kiểm soát được mọi thứ, vân vân. Thì có thể những cái áp lực mà nó cứ đè nặng dai dẳng từ ngày này qua ngày khác, nó cũng ảnh hưởng tới cái mental của mình rất là nhiều. Và thậm chí những cái vấn đề đó mình không thể chia sẻ được cho vợ chồng, những cái người mà thương yêu nhất của mình luôn, vì họ không hiểu. Ví dụ mình chia sẻ thì họ cũng không ở trong cái môi trường đó hiểu. Và hoặc là mình chia sẻ xong thì mọi người lại, cái người mà thương yêu của mình lại càng lo lắng cho mình hơn, và đưa ra những cái lời mà kiểu ngăn cản hay làm mình càng tụt mood hơn nữa. Nói sao ta, mình đang là trụ cột của gia đình á, thì khi mà mình nói ra những cái điều đó thì làm gia đình cảm thấy là lo lắng hơn cho cả gia đình, và thậm chí là lo lắng hơn cho mình. Thật ra nãy anh Tuấn có nói một cái point mà em thấy rất là đúng đó, là về xung đột về văn hóa của khi mà làm ở nơi công sở. Thì khi mà đi làm á thì em nghĩ có hai thứ quan trọng nhất cho những cái bạn mới và cho những người đi làm á, là đầu tiên là sếp, là thứ hai là văn hóa công ty. Thì từ đó nó hình thành ra cái văn hóa của bạn, và trong trong những cái ngày đầu tiên mà khi bạn đi làm đó, thì đây là cái điều mà sếp em dạy. Và đúng, khi mà mình học văn hóa thì mình rất là dễ mình làm việc, và mình rất là dễ nói chuyện nè, làm việc nè, rồi có thể tỏa sáng, kiểu perform trong cái một cái môi trường như vậy. Và cái câu chuyện bị sốc văn hóa em cũng đã từng bị, cũng đã là một cái từng người đã từng bị trải qua cái chuyện này. Thì em từ một cái môi trường là từ Mỹ, sorry, một cái công ty có phong cách là từ Mỹ, rất aggressive, rất là kiểu hiếu thắng nè, rất là driving nè, tức là lúc nào cũng, ví dụ như là đã đặt deadline một cái ngày đó rồi thì phải làm tất cả mọi thứ để mình có ở cái ngày đó. Không cần biết là phải thức khuya như thế nào, không cần biết là phải ép ai, không cần biết là mình đang sống khó khăn như thế nào, mình có bao nhiêu cái project mình đang chạy và mình không thể nào chạy cái project đó nữa, không cần biết. Chỉ cần biết là ngày đó, deadline đó là phải chạy. Thì thật ra em cũng rất quen với cái môi trường đó rồi. Và mình đã sống trong nó cũng khá lâu, cũng hơn 1 năm. Và mình đã quen rồi. Thì sau khi mà em nhảy qua một cái môi trường mới, mọi người hiền hòa hơn, mọi người enjoy hơn, mọi người bắt đầu chill hơn, các thứ, mặc dù nghe là có vẻ rất là ổn, nhưng mà có vẻ là em không ổn lắm khi mà mình chuyển qua một cái môi trường nó khác khác như vậy đó. Thì em bắt đầu cũng sẽ phải làm quen lại từ đầu, từ những cái nhỏ nhất. Mình bắt đầu mình coi lại là làm những cái công việc này có hợp lý chưa, các thứ á. Đúng, thì cái xung đột văn hóa, đặc biệt là các bạn mà nhảy việc từ công ty nào, bạn làm lâu á, làm mà kiểu 3 năm rồi mà nhảy qua công ty khác thì kiểu rất là khó chịu luôn. Đó là những cái mà mình phải
buộc phải làm quen trong cái môi trường mới thôi. Mình không thể yêu cầu cả công ty đó phải thay đổi gì mình được. Hoặc là văn hóa đi nhậu. Rất nhiều công ty có văn hóa đi nhậu nha, mà rất nhiều việc những công ty mà có văn hóa nhậu nhiều á thì cái luồng thông tin của họ trong cái bàn nhậu cực kỳ nhiều. Nó có thể là xàm xàm nhưng mà nó không thể tách biệt giữa công việc và chuyện ăn chơi. Thì anh sẽ muốn nói nhiều hơn một chút về cái việc mà nó ảnh hưởng như thế nào tới 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 doanh nghiệp. Thì với những ai mà làm nhân sự hay là làm quản lý của công ty á, mọi người sẽ có thể không nhìn thấy nhưng mà lờ mờ mình cảm nhận được là đầu tiên hết cái việc mà sức khỏe tinh thần của nhân viên không tốt thì nó ảnh hưởng trực tiếp môi trường làm việc. Nó sẽ giảm năng năng lực sáng tạo, là mọi người sẽ kiểu cảm thấy mình sẽ lờ mờ cảm thấy được tự nhiên mọi người sao mất tinh thần quá vậy. Mọi người làm việc cỡ này sao trễ nải quá vậy, từ từ. Ủa sao mọi người càng lúc càng lầy vậy? Rồi công việc nó cứ như thế nào ấy, và môi trường mình vô công ty cảm giác như, hoặc là thậm chí là chỉ online thôi, mình cảm thấy mọi người đang bị chơi chơi vơi hay là lạc trôi ở đâu á, là không có tương tác, không có một cái tinh thần. Mình cảm thấy giống như là có một cái mây đen, mây mù gì nó bao phủ công ty vậy. Mình cảm thấy ngột ngạt khi mà mình bước vào công ty, mình không muốn ở công ty. Cho dù công việc nó vẫn đang chạy á nha, nhưng mà mình vào môi trường đó mình sẽ cảm nhận được có cái gì đó nó không ổn ở đây nè, mọi người có cái vấn đề gì đó. Thì nó rất là đau đầu đối với đặc biệt là những phòng mà hành chính nhân sự hay là những cái công đoàn công ty á, thì mình có thể cảm nhận được vấn đề đó, mình chưa biết làm sao để giải quyết. Thì nó gây ra những cái hậu quả gì? Thứ nhất là cái khả năng thích ứng với môi trường mới hoặc những cái biến động, những cái công việc mới nó giảm xuống hẳn. Mọi người sẽ cái khả năng mà take risk, chịu chơi hay là chấp nhận rủi ro, sáng tạo mọi thứ nó bị giảm xuống. Mọi người sẽ có thể bị thui chột, bị mất sĩ khí khi mà muốn tham gia những cái dự án lớn chẳng hạn. Trước đây rất là hào hứng và bằng mọi giá phải đạt được cái đó, nhưng mà bây giờ thấy thôi vậy cũng ổn rồi, thôi không cần phải cố cái kia chắc khó lắm, mình không nên đầu tư nguồn lực trong cái bối cảnh này vân vân. Thì sẽ mất rất là nhiều cơ hội, đó là chi phí cơ hội rất cao. Rồi đến cái việc ảnh hưởng tới cái phòng nhân sự, đó là nhảy việc. Nhảy việc thì mình sẽ phải tốn cái gì? Mình tốn tiền để tuyển dụng, chi phí tuyển dụng rất cao. Rồi tuyển dụng xong mình còn phải đào tạo, mình tốn thời gian để mọi người làm quen, đào tạo văn hóa công ty, bla bla bla, cực kỳ nhiều chi phí ở trong đó. Có thể không trực tiếp bằng tiền nhưng mà nó rất là nhiều chi phí ở trong đó, và nó có thể quy ra tiền, thì gây thiệt hại rất lớn cho công ty. Có những cái giống như là một người gặp vấn đề mà không giúp người đó giải quyết được thì họ sẽ có thể gây toxic cho cả công ty, hoặc thậm chí gây ra những cái vấn đề nó bất ngờ. Ví dụ như tức quá cái phát ngôn một cái gì đó ở trên một cái diễn đàn hay một cái Facebook hay cái gì đó, phát ngôn xàm một câu thôi là công ty đi giải quyết khủng hoảng truyền thông chết mệt luôn. Rồi lỡ như có tai nạn lao động như Dũng nói ở phần đầu thì những cái dây chuyền sản xuất vân vân, một tai nạn lao động thôi là có vấn đề. Thì hoặc là họ không bị cái gì ở công ty hết mà ở nhà họ có một cái scandal là công ty nó cũng dính luôn. Bạn này làm việc cho công ty nào đó xong rồi gặp vấn đề tâm lý gì đó, về nhà làm bậy làm bạ thì cũng công ty cũng dính, cho dù là đó là chuyện cực kỳ không muốn. Thì mình thấy là có rất là nhiều vấn đề đối với tác hại đối với cái doanh nghiệp công ty ở trên cái quy mô như vậy. Em Và muốn hỏi em anh Tuấn một một điều á, là nếu mà có một cái chương trình nào đó của một cái công ty nào đó mà anh cảm thấy là sẽ làm cái mental health của nhân viên họ tốt hơn á, thì anh Tuấn thấy chương trình nào? Tại vì em đã có thủ sẵn một chương trình anh chưa, anh rất là muốn nghe cái của em. Mà anh nghĩ cái quan trọng đó là cho Dạ. cái đó là một sự tự nguyện, mọi người muốn có nhu cầu đó mới mới đăng ký chứ không nên bắt buộc. Còn những cái workshop mà công ty cứ tổ chức xong rồi nhân viên phải phải tạm nghỉ công việc của mình để tham gia cái workshop, xong rồi cuối cùng là
giày vẫn phải chạy deadline chứ có phải có được giờ deadline đâu. Tức là Ừ. mình tốn một buổi của mình để đi dự workshop xong cuối cùng mình vẫn phải chạy deadline mà mình mất cha nó một buổi. Nó còn stress hơn nữa. Thật ra em thấy á, là trong mùa dịch vừa rồi á, cũng có một số công ty á, là họ chăm sóc nhân viên rất là kỹ, là họ gửi những cái package đồ, tại vì trong tình trạng Sài Gòn này rất là khó khăn mà không thể nào đi ra ngoài được á, thì công ty gửi những cái package đồ đến cho nhân viên nè. Rồi khi mà bị Covid hay là khi mà nghe tin nhân viên F0 á, thì họ được cách ly trong khách sạn 4 5 sao. Thì đó là những cái chính sách em nghĩ rất là tốt. Có một cái nữa thì nãy anh Tuấn mới chơi, nhưng mà thật ra đối trên point of view của em anh Tuấn thì đó là một cái rất là tốt. Những cái buổi workshop em thấy là Dancer Radar làm rất là tốt đó, là những cái buổi workshop mà nó mở mang kiến thức cho nhân viên. Và hình như em biết đó là những cái buổi workshop đó là không có trong tình trạng ép buộc, mà mọi người có thể đi hoặc là mọi người có thể off ở nhà để mọi người có thể làm việc của mọi người. Thì đó là cái mà em nghĩ rất là tốt đó, tại vì khi mà mình làm trong ngành quảng cáo đó, thì mình không nhất thiết là mình cứ đi phải đi học quảng cáo, mà mình có thể học những cái thứ rì rì bên ngoài như cái buổi workshop mà em gặp anh Tuấn đó. Thì em thấy những cái đó rất là hay, mà nó luyện tập cho nhân viên mình là kiểu lúc nào mình cũng nên học hỏi nè, rồi mình được tiếp cận những cái kiến thức mới thì nó được cái learning and development nữa, kiểu như lúc nào mình cũng phải học và mình kiểu phát triển trong cái nghề nghiệp của mình. Anh đồng ý, đặc biệt là những cái chương trình không bắt buộc, là tức là mình tạo điều kiện để những ai thích cái việc đó hoặc là muốn có cái nhu cầu làm cái việc đó, họ được thể hiện bản thân, được thỏa mãn cái nhu cầu mà về phát triển, về tinh thần, về mọi thứ của nhân viên, thì nó là một điều rất là tốt. Cái mà anh thấy hay trong cái việc mà Dũng nêu cái ví dụ về việc gửi quà cho nhân viên hay là chăm lo nhân viên trong cái Covid á, anh thấy cái hay không phải là cái việc bản thân cái việc gửi quà, mà cái hay là cái cơ chế để phản ứng với điều kiện thất bất thường. Thí dụ như mình là trưởng bộ phận HR đi, mình trưởng bộ phận nhân sự hành chính, mình muốn chăm sóc cho nhân viên mình những cái chuyện đó, trong khi ngân sách cả năm đã duyệt cho việc gì gì, gì 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 rồi, đúng không? Thì mình có quyền quyết định cái đó hay không, và nó phải nhanh. Rồi mình quyết định như thế nào, mình chăm sóc cho nhân viên tới mức nào, những cái cơ chế để cái người thực hiện cái việc đó được một cái quyền tự do nhất định đó, hoặc là có cái tương tác phản ứng nhanh với những cái điều kiện biến động bất thường, thì nó là một trong những thứ mà anh rất là thích. Và đặc biệt là công ty càng lớn thì càng khó làm. Đồng Thì ý. những cái giống như là workshop anh không nói nó dở, chỉ là mọi người nếu mà làm nó mà không có một cái sự, anh nghĩ là đầu cuối á, thí dụ như trước khi tổ chức workshop mình phải hiểu nhân viên, các vấn đề của nhân viên. Nếu là người trong công ty và người lãnh đạo hay là người tổ chức trực tiếp muốn làm cái việc đó, gọi là đối nội á, mình thảo luận với chuyên gia đào tạo hay là khách mời cho cái buổi mà training về về mental health, mình hiểu rõ và mình đưa ra cái yêu cầu cụ thể chính xác để giải quyết những vấn đề mà nhân viên đang cần thì nó tốt. Và sau đó có những cái hỗ trợ, tức là workshop xong không không có nghĩa là xong, mà nó chỉ mới nói lên vấn đề thôi, nói lên vấn đề không giải quyết được vấn đề. À, mọi người có thể thấy vấn đề đó, thì nó nên có những cái follow up để hoạt động follow up, hay là những cái hỗ trợ tiếp theo, hay là sách hay vân vân, có những cái nó liên lạc hơn. Thì cái ở bên Dancer Reader có rất là hay là những cái nguyên một cái chuỗi chương trình của họ có những cái sự liên kết nhất định, và các bạn bên đó cũng cũng cái môi trường sáng tạo nó cũng linh hoạt hơn. Mặc dù anh quen một số bạn ở bên đó và anh thấy các bạn cũng than thở cái chuyện phải đi workshop cũng
cũng có than thở là công việc thì áp lực muốn chết mà cứ phải đi workshop hoài. Cái đó là chuyện vui thôi, nhưng mà có thể là mọi người nói đùa, nhưng mà đâu đó mình thấy là cái workshop nó chưa có thành một cái chuỗi workshop. Nó nên là một trong những hoạt động có liên kết và có mục tiêu đó, thì cái việc tổ chức workshop bây giờ nó cũng cần, nhưng mà mình đừng để nhân viên phải nghĩ là trời ơi mấy cái này một cái email là đủ rồi, bắt tôi tốn nguyên một buổi. Đúng không? Làm sao để nhân viên đi mà cảm thấy về nó có cái trúng mục tiêu, hay là đúng nhu cầu, có sự thay Ý đổi, ấy hay là chị. có cái gì đó. Chứ đừng để nhân viên đi xong nói tôi tốn nguyên một buổi mà đáng lẽ cái này gửi cái file cho tôi là xong rồi, kiểu vậy. Thì cái đó là cái việc quản lý nó cũng khó, nó tại vì nó liên quan tới chi phí, mà đâu thể tổ chức những cái đó mà không có dự trù kinh phí rồi tính hiệu quả vân vân. Thì mình có thể chủ động với tư cách từng cá nhân á, mình có thể hiểu hơn rồi mình quan sát và mình có thể giúp được ai thì giúp những người đồng nghiệp của mình, tạo ra môi trường mình tự lắng nghe mình nữa, mình có vấn đề thì mình nhận thấy vấn đề rồi mình tìm cách giải quyết. Thì bước đầu tiên là bản thân mình trước. Tới phần hỏi đáp ha, tại vì cũng hết phần thời gian để anh với em chém vào đó anh Dạ, đồng ý. À, ở dưới mọi người có ai có câu hỏi hay mọi người có sharing gì với cái chủ đề này á, thì mọi người có thể giơ tay nha. có người Dạ. giơ tay rồi. Hello Theo. À, em đang thấy bạn Theo vô rồi. Theo ơi. Alo. Ơi, Em nghe đây rõ rồi. ạ. Dạ vâng ạ. Em chào anh Tuấn, chào Vũ Dũng ạ. Hello Theo. Hello. Thì em có nghe chia sẻ của anh từ đầu buổi tới giờ về các giai đoạn của về cái bốn giai đoạn cơ bản của cái những từ mà nó lên thành bốn giai đoạn đấy. Em đang hơi bị mất khả năng nói một chút. Thì về cá nhân của em thì em đã từng ở giai đoạn 3, gần lên giai đoạn 4, nhưng mà hiện tại thì em chỉ đang nhảy giữa giai đoạn 2 với giai đoạn 3 thôi. Thì về cá nhân của em thì em đi làm cho trong khoảng 2 năm vừa qua thì em đi làm cho bốn môi trường khác nhau, bốn môi trường quốc tế khác nhau, và cái việc mà thay đổi về văn hóa nó cũng có ảnh hưởng khá là nhiều. Nhưng mà có một điều em nhận ra được là trong môi trường Việt Nam thì cái môi trường Việt Nam mà em làm là một cái môi trường nó có kiến thức về cái vấn đề về tâm lý, sức khỏe tâm lý nó rất là thấp. Thì làm sao để có thể gọi là nói với các cấp trên rằng là cái nó để chia sẻ với các cấp trên về những cái vấn đề về tâm lý và cảm nhận được là họ có thể hiểu được những điều đó ấy. Vì lần vừa rồi em có một đợt bị mental breakdown khá mạnh sau khi mà có nhiều người quen biết quen thân họ mất đồng loạt, thì nó rất là khó để em có thể gọi là tiêu hóa cái việc mà cái nỗi đau đó, và nó ảnh hưởng tới công việc của em rất là nhiều. Nhưng mà khi mà em có chia sẻ với cấp trên thì những câu trả lời được nhận lại nó khá là chung chung và theo kiểu giống như là đừng buồn nữa, hay vui lên đi, và nó làm em cảm giác giống như là em không có kết nối được với cái môi trường mà em làm nữa. Thì anh có lời khuyên như thế nào và nên nói gì với sếp không ạ? Đây là một cái mà rất là nhiều người hiểu lầm á, như anh đã có chia sẻ ở cái phần đầu là mọi người thường nghĩ rằng cái việc mà phải tới kiểu mất kiểm soát làm những chuyện gây hiệu quả hậu quả nghiêm trọng thì nó mới tính là có vấn đề tâm lý. Hiện tại Việt Nam mình cũng chưa có những cái chính sách, kể cả thí dụ như mình mua bảo hiểm thì mình mua bảo hiểm y tế là bảo hiểm về thân thể, về sức khỏe physical, không phải là mental. Thì để tác động với sếp á, thì thường mình nếu mà là anh á, thì anh sẽ muốn ngồi nói chuyện với sếp theo kiểu là cà phê gì đó, là mình có vấn đề này và mình muốn chia sẻ với sếp về những cái hậu quả. Giống thì sếp thường, những người làm sếp nha, họ cũng có vấn đề, họ chịu áp lực rất lớn và họ thường phải tỏ ra rất mạnh mẽ.
Nhưng họ sẽ quan tâm nhiều nhất tới cái doanh nghiệp ở cái tác hại và chuyển qua cái vấn đề chi phí. Như anh nói lúc nãy anh có cố tình muốn nói một cái phần liên quan tới tác hại của công ty, ví dụ như giảm khả năng sáng tạo, là có thể tai nạn lao động, mà cái thường thấy nhất là chi phí tuyển dụng và đào tạo. Tức là một người có vấn đề về tinh thần và họ thấy không hòa hợp với công ty, họ bị burn out vân vân, thì họ sẽ nghỉ việc hoặc hoặc nhảy việc. Thì nghĩa là công ty mất người ngay thời điểm đó là đã giảm, có rất là nhiều việc bị đình trệ nè, không triển khai được, hoặc là mất cơ hội, hoặc cho dù là điều kiện chuyển giao thuận lợi, thì cái việc phải tuyển dụng và đào tạo nó gây ra tổn thất rất lớn như công ty. Thì cái đó là cái sếp quan tâm, sếp nào cũng phải quan tâm cái chuyện đó hết. Ông sếp nào cũng đau đầu cái việc thiếu người hết, hoặc là sử dụng người không hiệu quả, mọi người làm việc không hiệu quả. Đó là cái việc mà anh nghĩ khi mà em đặt vấn đề với sếp về cái chuyện đó thì ai cũng sẽ quan tâm. Hoặc là em thấy là mọi người có vấn đề không hài lòng với cái môi trường làm việc như vậy như vậy. Thì anh cũng không biết là môi trường cụ thể hoặc là tính cách cụ thể của người sếp đó như thế nào. Có thể rất nhiều người họ thật sự không quan tâm. Họ thấy họ ổn thì họ ổn thôi, họ không không care lắm. Nhưng mà hầu hết mọi người sẽ quan tâm tới trực tiếp tới cái chi phí của doanh nghiệp, hoặc là cái gì mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Thì đặc biệt tại sao cái vấn đề mental health nó rất là nổi trội sau cái chuyện mà đại dịch Covid, cũng như em là rất là nhiều người cũng có những cái mất mát, rất nhiều người phải ở trong nhà rất lâu, thì mọi người bắt đầu có vấn đề, xuất hiện vấn đề nó rõ hơn khi mà mình phải ở một mình với chính mình nhiều hơn ấy. Thì mình nhận thấy nhiều hơn, và nhu cầu đó rất là nhiều người sếp đang đang quan tâm rồi chứ. Anh cũng tiếp xúc với một số doanh nghiệp ấy, thì rất nhiều người là sếp đã đang rất là quan tâm tới vấn đề này. Họ bản thân họ và họ cảm nhận được nhân viên có vấn đề. Có thể là hiện tại trước mắt sẽ khó có những cái hoạt động cụ thể của doanh nghiệp để hỗ trợ cho nhân viên. Anh nói qua một chút về cái chi phí ha. Thí dụ như để đi khám ở bệnh viện tâm thần thì một phiên tốn khoảng 500 ngàn. Để đi khám ở những dịch vụ tư, gọi là trợ giúp tâm lý, từ tâm lý gia, những người có bằng cấp đàng hoàng về về tâm thần, tâm lý. Thí dụ như ở bên Sunny Care là 2 triệu tư một phiên. Ở Trạm Lành là một cái đơn vị của nhà tài trợ e-doctor của dự án Lay Up nè, thì nó giá khoảng 1,2 triệu. Tức là có rất là nhiều phân khúc mà một phiên như vậy tối thiểu là 500 ngàn, và đắt đỏ có thể lên 2 triệu tư, hoặc là thậm chí những cái hỗ trợ mà cấp cao hơn dành cho những cái cấp quản lý đâu đó thì còn có thể đắt hơn nữa. Thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái quyết định của doanh nghiệp. Và anh nghĩ là đây là cái bài toán mà hiện tại vẫn chưa có thể giải quyết được. Còn những cái mà mình có thể là với cấp độ cá nhân, mình tìm kiếm cái sự kết nối, hỗ trợ, đồng cảm, đồng hành, thì nó hiện tại vẫn đang dừng ở cấp độ cá nhân nhiều hơn. Thì không biết em có chia sẻ gì nhiều hơn về ngoài ngoài sếp ra, thì môi trường công việc mình có thể có đồng nghiệp và những người xung quanh, thì ở cấp độ cá nhân thì em có cái sự kết nối đó không? Nếu mà nói về ở môi trường làm việc thì người gọi là duy nhất quan tâm về cái sức khỏe tâm lý và tâm thần thì chỉ có một mình em thôi, bởi vì em là người duy nhất trong công ty có trải qua những cái vấn đề đó và cũng đã có một thời gian đi điều trị bệnh lý rồi. Thì về những cái này em cảm giác giống như đối với công ty của em nó vẫn là một cái gì đó nó hơi gọi là khác khác lạ ấy. Nên thực ra thì em là người sẽ để ý cái vấn đề tâm lý và tâm sức khỏe tâm thần của những người khác ở trong công ty nhiều hơn.
giống như là nếu như mà mọi người làm việc quá giờ thì em cũng sẽ gọi là khuyến khích mọi người gọi là nghỉ ngơi hoặc là gì đó bằng việc mua đồ ăn cho công ty để mọi người có thể có một cái break nhất định. Và gọi là nếu như mà mọi người làm việc quá giờ thì sẽ có một cái break khoảng tầm 1 tiếng, em sắp xếp để mọi người có thể ngồi uống nước, ăn một cái gì đó và ngồi chơi đàn với nhau để mọi người có cái có thể giải tỏa ra được ấy. Hay là những buổi workshop và team building mà có cái việc mà em thấy các bạn nữ có hơi khó chịu với những cái hành vi hơi quá trớn hoặc là có sexual harassment đến từ các khách hàng thì em cũng là người gọi là có giải quyết. Thì thường là người từng gặp vấn đề sẽ là người hiểu rõ nhất. Đúng là thường anh cũng thấy xung quanh như vậy, tức là những người mà hỗ trợ nhiều người khác nhiều nhất về mặt cảm xúc, về mặt tinh thần, tâm thần thì hầu hết là những người đã trải qua hoặc là người thân của mình đã trải qua và mình hiểu cái mức độ nghiêm trọng của nó đến cỡ nào. Chắc là để bàn nhiều hơn về giải pháp á, mình sẽ cần nhiều buổi hơn cho từng cái vấn đề cụ thể một. Thì mình có thể thấy là có rất là nhiều vấn đề ha, xung đột văn hóa nè, peer pressure rồi vân vân, có rất là nhiều vấn đề ở trong môi trường công sở mà có thể là mình phải làm từng thứ một. Một vấn đề nữa là tiền nè, là cái vấn đề tài chính, đó là một trong những vấn đề kiểu nó xuất hiện ở trong mọi mặt. Thì anh rất là muốn cái số tiếp theo là sẽ nói về về vấn đề tài chính và sức khỏe tinh thần của mình. Thì làm sao để mình đi đào sâu hơn về vấn đề đó, mình quản lý tiền như thế nào, chi tiêu như thế nào, hoặc là cái vấn đề stress do tiền bạc nó ảnh hưởng tới vấn đề tinh thần của mình như thế nào. Có lẽ là mọi người sẽ rất là mong có một cái giải pháp cụ thể, nhưng mà trước mắt á, theo bản thân anh nhận thấy và kinh nghiệm cá nhân thì những thường là sẽ có hai cái. Một á, là do bản thân mỗi người có một sự chủ động tìm kiếm giải pháp. Người gặp vấn đề về tinh thần thường rất dễ bị mất năng lượng, không muốn làm gì hết và muốn bỏ mặc bản thân. Thì đó là một một trong những trở ngại so với sức khỏe physical, tức là sức khỏe về thể chất. Mình gặp, thí dụ mình bị đau chân, mình bị nó hành dữ quá, mình sẽ muốn đi chữa nó thật là nhanh. Mình bị cái gì về về thể chất, mình rất là muốn đi chữa nó cho nhanh. Nhưng mình gặp vấn đề về tinh thần thì mình lại ngược lại, là muốn bỏ mặc mình. Thì đó là một trong những thứ mà nó cực kỳ nghiêm trọng về ở bản thân mình. Khi mà mình có một cái sự liên tục hy vọng, tin tưởng và chủ động tìm kiếm giải pháp thì mình sẽ tìm được thứ phù hợp với mình. Thí dụ như có người thì hợp với thiền định, có người thì hợp với những cái nghệ thuật, tức là những cái thú thú vui bên ngoài, thí dụ như là được mà ở đó mình được thể hiện mình đó. Hoặc là có người thì thấy hợp với cái công tác thiện nguyện, mình làm cái gì đó. Có người thì lại phù hợp với việc đi trồng cây, tiếp xúc với thiên nhiên, là vậy thôi là mình đã thấy chữa lành rồi. Có người thì hợp với đi chơi, khám phá những vùng đất mới, những văn hóa mới, tiếp xúc với cái mới liên tục để mình phục hồi lại những cái về gọi là tích tụ độc tố ở trong môi trường khác. Lại có người cảm thấy là mình có tình yêu, tình yêu sẽ giải quyết tất cả. Tức là khi mà thật sự là có những người cảm thấy khi yêu là yêu đời, yêu mọi thứ luôn, khó khăn nào cũng thấy yêu hết. Và ở cấp độ, tức là cái đó là cái phương diện là bản thân mình trước ha, rồi cái phương diện mà bên ngoài á, thì anh thấy và khi mà anh nói chuyện với bác sĩ Lâm Hiếu Minh và nhiều chuyên gia khác, thì thí dụ như chị Phan Tường Yên ở bên Sài Gòn Sai Hấp và nhiều người mà mình đã tiếp xúc, mình đã được nói chuyện, mình được nghe, thì một cái có ảnh hưởng cực kỳ lớn đó là những người xung quanh mình, người thân, đồng nghiệp, những người rất là gần mình có một cái gọi là mối liên hệ trợ lực, hỗ trợ. Mình chỉ cần một người có cái sự lắng nghe chân thành, dành thời gian cho mình. Lắng nghe không phải để
phán xét để đưa ra ý kiến để cho lời khuyên hay gì hết, mà họ chỉ cần chân thành thôi. Họ thật sự dành thời gian cho mình để nghe cái việc của mình, họ không có phán xét gì hết. Thì đôi khi mình thường sẽ là người trở thành, tức là bản thân những người mà đang gặp vấn đề tinh thần á, thường sẽ là người giỏi lắng nghe nhất, những người chân thành nhất. Thì tại vì mình hiểu vấn đề nó nghiêm trọng, nó là vấn đề, nó không phải là thứ mà có thể với những người khác người ta sẽ kiểu yếu đuối. Người ta cho rằng cái việc mà mình khóc hay là mình thể hiện những cái breakdown của mình ra nó là yếu đuối, là drama hóa, làm quá mọi thứ lên. Kiểu những người mà thế hệ trước lại càng khắt khe hơn. Ví dụ như là thời xưa tao không có ăn, không có mặc, chịu bao nhiêu khổ cực, tao có như mày đâu. Hay là hồi Em cũng xưa gặp tao câu này phải rồi. chiến tranh như thế này như thế kia, sau đối mặt với sống chết như vậy, còn tao còn không có vấn đề gì. Mày mới có bao nhiêu đây thôi mà mày đã làm mình làm mày. Thì nó rất là nhiều cái thứ không tốt, là toxic, độc hại gì đó trong cái mối liên hệ xung quanh mình. Thì anh nghĩ một cái giải pháp mà trước mắt đầu tiên á, để mình có thể gọi là sơ cứu tinh thần đi, là những người xung quanh mình mà mình tìm được người chịu lắng nghe. Nhưng mà người đó phải là người mà mình tin cậy nha. Không nên đi confess ở trên những cái group, cái diễn đàn, những cái gì đó mà về vấn đề tinh thần của mình, vì có thể là lợi bất cập hại. Mình có thể nhận được những cái chia sẻ, những cái động viên của mọi người trên mạng, nhưng đồng thời mình cũng có thể và rất là dễ bị tổn thương bởi một vài câu, và 100 cái comment mà an ủi không bằng một câu mà người ta sỉ nhục. Hoặc là Ý kiến trái chiều. thì mình nên rất cẩn thận, cân nhắc trong cái việc chia sẻ cái đó cho ai mà mình tin tưởng. Thì nếu mà tìm được một người như vậy á, là đã rất là may mắn rồi. Thì nó cũng có nhiều vấn đề mà mình có thể sẽ nói sau nữa, thí dụ như là cái tính phụ thuộc vào một người nào đó, mình chia sẻ được với họ xong mình có thể dễ dàng bị phụ thuộc, hoặc một người nào đó chia sẻ với mình mà mình cứ lắng nghe, mình có thể bị nhiễm độc từ họ nếu mà mình không biết cách để tự bảo vệ mình. Và hoặc là mình sẽ khiến họ phụ thuộc vào mình. Khi mà cái sự ấm áp của mình nó nhiều quá, người ta không muốn thoát khỏi cái bệnh đó luôn, không muốn thoát khỏi vấn đề. Có những người gặp là mình gọi là cái lợi ích thứ phát của vấn đề tâm lý. Thí dụ như một một bà vợ bà bị trầm cảm, xong cái khi mà bác sĩ nói như vậy thì mọi người trong gia đình đều bắt đầu quan tâm chị rất là nhiều, âu yếm dịu dàng, ấm áp nồng nàn vân vân, mà trước đó chị không có được cái đó, không có được cái sự ấm áp đó, thì chị sẽ phát sinh ra một tâm lý là chị không muốn thoát khỏi cái vấn đề đó nữa, chị muốn tiếp tục trầm cảm như vậy để được mọi người quan tâm. Thì có rất là nhiều vấn đề trong trong cái chuyện mà chữa lành như thế nào, hay là cái hành trình tâm lý của mình như thế nào, nhưng mà mình có lẽ là mình sẽ phải có nhiều thời gian hơn để phân tích đi sâu vào nhiều cái hơn. Ở đây thì mình rất là mong mọi người chia sẻ hơn, nhiều hơn về cái môi trường công việc. Thì một cái nhận định của bạn bạn Theo đó, mình không 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 nhớ tên bạn Anh gọi là là gì, Theo. Theo, thì một chia sẻ của bạn là các doanh nghiệp Việt Nam chưa có cái mức quan tâm đúng đắn với cái vấn đề tinh thần, đó là một nhận định đúng. Và đó là cái mà mình sẽ cần giải quyết, sẽ cần những cái hoạt động truyền thông nhiều hơn, những cái buổi giống như vậy mình có thể chia sẻ nhiều hơn, thì càng nhiều người hiểu và quan tâm hơn thì mọi người từ từ nó sẽ trở thành những thứ mà nó có thể là mặc nhiên, giống như bảo hiểm y tế vậy đó, mặc nhiên phải có.
Thật ra em thấy Theo với anh chia sẻ cũng khá đầy đủ á. Có một cái phần đó mà em nghĩ là mình cũng cần nên nói đó, là đứng trước hết những cái vấn đề này á, mình sao ta em hay em nghĩ á, thì mình nên hiểu rất rõ về bản thân của mình á. Tại vì nếu mà mình không hiểu rõ bản thân của mình đang gặp những cái vấn đề về tâm lý, hay là mình đang phải chịu đựng cái cảnh đang bị burn out trong một thời gian dài mà mình không hiểu bản thân của mình, mà mình cứ cố thêm một chút nữa, cố thêm một chút nữa, hoặc là cái cụm từ mà em rất sợ luôn là cố lên nha. Thì đó là một cái mà nó vô hình chung nó làm cho mình tệ hơn, chứ nó không có đó đó phải là một lời động viên tốt Yes, nếu không được thì đặt đúng thời điểm, thì mình cần phải hiểu. mình tưởng tượng là bây giờ mình đang gãy chân, cái con đứa chạy lại nói, ồ vui lên, không có gì hết, tiến lên, đúng không? Rồi mọi người sẽ kiểu, ồ có gì đâu, cứ làm việc đi rồi ráng ráng lên phải chạy qua được kìa. Thì mọi người đang đối xử với cái việc vấn đề sức khỏe tinh thần nó rất là trái ngược với sức khỏe thể chất. Ví dụ như mình có vấn đề thể chất, mình sẽ kêu nghỉ ngơi đi, bây giờ bạn chưa có sẵn sàng, để bạn chưa có chữa lành thì bạn không thể và không nên động tới cái vết thương đó, hay là tiếp tục Vận chạy với một động. cái vết thương như vậy, đúng không? Về cái cá nhân của em thì khi mà em ở cái giai đoạn 3 của các vấn đề về tâm lý thì mọi người ở công ty cũng chưa thực sự gọi là tin lắm về cái chuyện đó, bởi vì chị thấy là cái kết quả công việc của em nó bị giảm sút và mọi người chỉ nghĩ rằng là em đang bị lo lắng. Và em phải nghe cái pep talk, pep rally hình như là mỗi tuần, là phải động viên như thế này, động viên như thế kia. Và trong một khoảng thời gian, cái trong đầu của em nó chỉ lởm bởm một cái câu từ sếp, từ đồng nghiệp, từ cả gia đình, từ cả người yêu, đó là em may mắn hơn tất cả, em may mắn hơn nhiều người ngoài kia là bởi vì em có một cái mái nhà và em có đồ ăn và em có khả năng làm việc để kiếm tiền. Và cái mindset đó nó bị kẹt ở trong đầu em, và em cảm giác giống như là em cảm thấy rất là tệ vì những cái lời mà kiểu động viên như vậy. Và mọi thứ nó chỉ ngưng cho tới khi một ngày em lên trên công ty, em nộp đơn xin việc, xin nghỉ việc, và mọi người hỏi tại sao, thì khi đó em kéo cái ống tay của em lên, mọi người nhìn lên cổ tay của em thì mọi người mới biết chuyện nó tệ như thế nào. Thì tới lúc đó mọi người mới đồng ý cho cái việc mà xin cái đơn xin nghỉ việc của em. Thì em chỉ thấy là mọi người đã không có để tâm tới cái vấn đề về tâm lý nhiều tới mức cho tới khi mà mọi người phải thấy một cái chuyện gì đó nó khiến cho họ phải rùng mình, họ mới nhận ra là cái vấn đề này nó ăn mòn của người ta như thế nào ấy. Thì chỉ hy vọng là trong tương lai là cái vấn đề tâm lý này nó được mọi người chú trọng hơn và xem xét một cách kỹ lưỡng hơn thôi. Cảm ơn bạn Theo rất là nhiều. Thì em để em cũng đồng ý với Theo ở cái quan điểm này. Tại vì khi mà trước đây em có làm một số cái project về về môi trường hay là về về sức khỏe tâm lý á, thì có một cái khi mà em đi hỏi rất là nhiều người á, khi nào bạn cảm thấy là bạn cần bảo vệ môi trường, hay là khi nào bạn cảm thấy là cái sức khỏe tâm lý của bạn cần được quan tâm, thì mọi người đều không biết. Mọi người thường á, mọi người sẽ thấy là mọi người sẽ nói là tôi thấy cá chết hết, nước phải ô nhiễm như thế nào đó, hay là tôi cảm thấy là cái người đó phát khùng lên như thế nào đó, để thì tôi mới bắt đầu có cái dấu hiệu quan tâm đến những cái vấn đề đó. Thì một cái point mà Theo nói khá đúng là, và anh Tuấn hồi nãy nói khá đúng đó, mình đang chưa thật sự chú trọng cái vấn đề về sức khỏe tâm lý của mình như như là những cái vấn đề mà mình thấy ở mắt thường, kiểu như là những cái vấn đề vật lý. Nhưng mà hồi nãy anh Tuấn có nói, ví dụ mình đứt tay thì mình lấy cái
mình biết lấy bông băng thuốc đỏ, mình sau đó, nhưng mà khi mà mình cảm thấy là mình stress quá thì mình burn out quá thì mình lại thôi cố gắng lên đi thêm một chút xíu nữa kiểu vậy. Và có một cái câu chuyện hồi nãy em cũng kể từ đầu anh Tuấn, là cái lý do mà em xin nghỉ thì là em bị burn out. Thì trong cái buổi hôm đó khi mà em nói chuyện với chị manager thì em có nói em có list ra ba lý do là tại sao em nghỉ việc. Thì hai cái lý do kia là ở trên là do công việc rồi thì không có làm gì. Thì lý do cuối cùng á, em nói là em đang bị breakdown về mặt tâm lý. Thì cái reaction của chị sếp đó thật ra em cũng không trách, tại vì thật ra chị sếp đó cũng kiểu hơi lớn tuổi rồi đó, nên là chị không hiểu được cái câu chuyện về tâm lý thì thông cảm cho chị. Thì chị nói là không, bullshit, chị không nghĩ em có vấn đề về tâm lý. Và chị nghĩ là em trẻ nên là em không có vấn đề gì đâu, và em không nên chọn một cách dễ dàng nghĩ ngang như bây giờ kiểu như vậy. Thì sau cái câu nói đó thì em quyết định nghỉ. Đáng lẽ là đó là một cái buổi kiểu engagement kiểu giữ 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 kiểu kiểu vậy á, nhưng mà sau cái câu nói thì em quyết định nghỉ. Thì đó, thì tại vì mọi người sẽ không nhìn thấy, giống như là mình gãy cái tay thì mình rất là dễ là bó bột, rồi mọi người đều nhìn thấy cái tay của mình bị bó bột thì mọi người ok mày không nên kiểu làm việc quá nặng các thứ, nhưng mà khi mà đang quá stress, đang quá burn out và không biết cách nào giải quyết đó thì mọi người sẽ không biết đó. Và đó làm bệnh tâm lý trở nên càng quan trọng hơn. Đúng. Và thực tế khi mà mọi người nhìn thấy cái breakdown của mình ngay trước tất cả mọi người luôn á. Thí dụ như một bạn tự nhiên đang họp cái bật khóc chẳng hạn, không kiềm chế được, hoặc là một một người cảm tự nhiên run rẩy mà kiểu không kiềm chế được, người ta vẫn không cho rằng cái việc đó là cái vấn đề sức khỏe tinh thần nó nghiêm trọng tới như vậy. Tức là người ta chưa chưa trải qua cái chuyện đó, người ta đang nhìn nhìn thấy như vậy, người ta cũng chưa chưa cho rằng nó nghiêm trọng ấy. Tức là phải thấy cái hậu quả nghiêm trọng thật sự rồi cơ. Một cái gì đó mà giống như Tio nói là khiến người ta rùng mình rồi người ta mới mới bắt đầu nghĩ tới nó, mà nghĩ một cách chưa tới nơi tới chốn. Tại vì cũng khó trách, vì hiện tại những cái education của mình, những cái chương trình truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức của mình đó về vấn đề sức khỏe cơ thể thôi, nó đã sức khỏe thể chất nó đã là một cả một quá trình này, tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều năm học sinh học đủ các kiểu từ lớp 6, lớp 7 gì đó, là tất cả mọi người đều được học, đều được dạy, thì mình mới có một cái nhận thức gì đó về cách hoạt động cơ thể của mình. Thì hiện tại những cái kiến thức về cái cách mà tâm trí mình hoạt động, cái mental của mình hoạt động, nó vẫn chưa được hiểu một cách rộng rãi, thì cũng là một vấn đề khó trách. Cho nên là anh rất là mong những cái chương trình mà truyền thông xã hội nâng cao cho mọi người những cái tiếp cận thông tin, nhận thức, và có thể cùng với Light Up thì sẽ có nhiều cái chương trình khác của nhiều bên khác đang cùng thực hiện, thì có thể qua đó mọi người sẽ bắt đầu nhìn nhận nó một cách nghiêm túc hơn và nó đúng mực của nó hơn. Thì nó có cả hai xu hướng nha. Một xu hướng là mọi người nhìn nhận nó quá tiêu cực, quá tăm tối, quá nặng nề. Một mặt là họ phớt lờ. Anh thấy cái tên light up đó, thì nó cái chữ light nó có nghĩa là ánh sáng, nó cũng có nghĩa là nhẹ nhàng, thì nó là cái gì đó mà anh mong là khi mọi người tiếp cận nó cũng giống như là mình đang hiểu về sức khỏe cơ thể, sức khỏe thể chất physical là một cái gì đó. Mình hiểu nó như vậy là nó như vậy, mình không sợ nó tới mức nó trở thành một cái thứ gì đó nó như một cái bóng ma. Mình cũng không có xem nhẹ nó như một thứ gì đó vớ vẩn, drama hóa, kịch tính hóa gì đó. Thì hy vọng là sẽ có nhiều cái chia sẻ và nó lan tỏa hơn, mọi người sẽ quan tâm hơn.
Dũng có chia sẻ gì thêm về cái môi trường công việc đối với sức khỏe tinh thần không? Và cái mong đợi của em chẳng hạn. Và cái mong đợi của em á, thì không chung mong gì hơn. Mọi người có thể aware. Em nghĩ cái điều căn bản nhất ở thời điểm hiện tại cho những cái môi trường công sở tại Việt Nam là mọi người có thể bắt đầu aware, tức là bắt đầu nhận biết về vấn đề tâm lý nó ảnh hưởng trực tiếp như thế nào tới môi trường công sở nè, tới với tổ chức, đối với các công ty là đầu tiên, và mọi người bắt đầu nghĩ và có những cái action cho những cái vấn đề mà mọi người biết như thế. Thì thật ra em nghĩ á, nó cũng sẽ đến phần nhiều, tại vì tổ chức thành ra nó cũng là con người á, nó sẽ đến từ con người, nó sẽ đến từ cấp quản lý này, nó sẽ đến từ các bạn nhân viên khi mà mình bắt đầu có những cái quan tâm và mình bắt đầu nói về cái về cái đó. Thì mong là mọi người bắt đầu để ý hơn đến với vấn đề tâm lý của bản thân, và khi mà có vấn một những cái vấn đề về tâm lý á, thì mọi người hãy nên đi đến những cái phòng khám hoặc là tìm những cái tổ chức để mọi người có thể đỡ rối hay là để giải quyết cho mọi người. Hoàn toàn đồng ý với Dũng luôn, là đó là hai cấp độ mà bản thân anh cũng rất là mong đợi, đó là cấp độ doanh nghiệp và cấp độ cá nhân. Thì trước mắt mình sẽ không thể chờ đợi những cái chính sách nó thay đổi nhanh ngay lập tức được, hoặc là những cái quyết định của công ty nó sẽ như thế này như thế kia được. Nó là một cái quá trình cần thời gian và kinh phí. Thì cái điều mà anh mong đợi ở các doanh nghiệp á, tại sao anh lại quan tâm nhiều tới doanh nghiệp, vì đây là những nơi mà có thể trả tiền cho nhân viên, tức là chăm cái việc mà chăm lo sức khỏe tinh thần nó cũng rất là tốn kém, đặc biệt là với những ai đang gặp vấn đề, thì mình vừa có thể là cái thu nhập của mình bị giảm sút hoặc là bị mất hẳn, mà mình lại còn phải tốn thêm tiền mà cũng không rẻ, để phải chăm sóc sức khỏe tinh thần cho chính mình đó, thì nó cũng là một vấn đề. Cho nên cái mà anh rất là muốn kỳ vọng đó là kêu gọi những cái doanh nghiệp đưa cái chương trình chăm sóc sức khỏe vào cho nhân viên. Và thí dụ như doanh nghiệp của mình có 1.000 nhân viên, thì có một cái phần kinh phí mình có thể chăm sóc cho 100 nhân viên, hoặc là mười mấy nhân viên gặp vấn đề, nó cũng không phải là vấn đề lớn đối với một doanh nghiệp. Thì anh thấy cái đối tượng doanh nghiệp là đối tượng có thể tạo ra thay đổi lớn nhất. Cái cấp độ thứ hai là cấp độ cá nhân, là khi mà mỗi người mình á, mình hiểu hơn về vấn đề tinh thần, mình sẵn sàng mình lắng nghe những người thân xung quanh của mình, hoặc là mình biết được những cái dấu hiệu như vậy là bắt đầu người này có những cái biểu hiện về khó khăn tâm lý nè, hoặc là vấn đề tâm lý nè, thì mình có một cái sự lắng nghe kịp thời, mình nhận biết và mình có một cái mối quan hệ trợ lực, hỗ trợ, đồng hành với họ một cách chân thành, để vấn đề nó không tới mức biến chuyển tới bệnh lý hoặc là những cái nghiêm trọng hơn. Thì như là phòng bệnh hơn chữa bệnh, nó cũng là một cái mà mình mỗi người đều có thể thực hiện được. Mình không cần phải là bác sĩ, tâm lý gia, mà mình bằng cái sự chân thành và thời gian dành cho cái người mà mình quan tâm, nó đã giúp đỡ rất là nhiều rồi, chứ không cần phải là bác sĩ hay là chuyên môn gì đâu. Thì một cái thông điệp cuối cùng của hôm nay, mình cũng sắp hết giờ rồi đó, mình rất là cảm ơn. Đây là chương trình đầu tiên của dự án Layup, và mình được tài trợ bởi ứng dụng chăm sóc sức khỏe eDoctor, thì gọi là eDoctor đó. Các bạn có thể search cái chữ eDoctor, thì đọc là eDoctor ha, thì nó là một ứng dụng rất là nhiều thứ ở trong đó, quan tâm tới chủ đề sức khỏe. Thì công ty eDoctor cũng bắt đầu quan tâm tới sức khỏe tinh thần sau khi mà một quá trình làm về sức khỏe thể chất. Công ty eDoctor cũng có lập ra một cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần là tên là Trạm Lành, đặt ở quận 4 của thành phố Hồ Chí Minh. Thì rất là cảm ơn công ty eDoctor đã quan tâm và tạo điều kiện để Layup có thể thực hiện những chương trình giống như thế này.
Cái thứ hai là mình rất cảm ơn các anh em trên On Mic. Mình rất là cảm phục cái tinh thần của mọi người, startup của Việt Nam về công nghệ, thì mình rất là muốn ủng hộ. Mình rất là muốn dùng một cái sản phẩm của người Việt mình làm và có thể đồng hành được với On Mai từ thời điểm này, và có thể là sau này On Mai sẽ rất là lớn mạnh chẳng hạn. Thì cảm ơn Dũng rất là nhiều. Thứ Nè. nhất là đã giới thiệu anh với anh Khánh, anh Trung bên On Mai để hỗ trợ chương trình và trở thành khách mời đầu tiên của chuỗi Live Talk. Dạ không có gì. Khách sáng Rồi. đại dương đen nha. Dạ thì đó là những cái điều trăn trở của anh khi mình bắt đầu chương trình, thì rất là mong mọi người có thể tiếp tục theo dõi ủng hộ. Dạ rồi, thì thật ra thì nãy giờ anh Tuấn cũng đã recap hết chương trình ngày hôm nay rồi. Thì em nghĩ thông điệp từ em thì hãy hiểu rõ bản thân của mình, và hãy mọi người hãy bắt đầu chăm lo đến cái sức khỏe tinh thần của mọi người nhiều hơn, và hy vọng vẫn gặp được mọi người ở những cái số live up tiếp theo, và mọi người hãy follow live up và Theo để được nghe những content rất là thú vị hen. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đây là cái số đầu tiên. Rồi, chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Buổi tối vui vẻ. Dạ rồi, cảm ơn mọi người, bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người.